vì sao nếu ngồi ghế chủ tịch nước thì ông Lương Cường khó có thể trụ được lâu. Sau ngày 3 tháng 8, nhiều người tin rằng ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ mau chóng chấm dứt tình trạng mâu thuẫn, lục đục trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta tin tưởng điều vừa kể với lý do vì dựa vào kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ năm 2012, nước này đã nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đó là lý do vì sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có quyền lực thuộc hàng vô địch, được dự ví giống như ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Tô Lâm khi theo đuổi mô hình nhất thể hóa như ở Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối đáng kể trong nội bộ giới lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, những thành phần chống trả quyết liệt nhất là những nhân sự có mối quan hệ gắn bó với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, được cho là nhóm thân Trung Quốc. Dẫu rằng việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là vấn đề không có gì mới. Vào giai đoạn 2019-2021, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì mắc chứng bệnh lạ, thì ông Trọng cũng kiêm luôn hai chức vừa kể trên. Đáng chú ý, trước đây vào năm 2014, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã từng đưa ra đề xuất hợp nhất hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nhưng lúc đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cương quyết phản đối với lý do để một cá nhân nắm nhiều quyền lực sẽ không kiểm soát nổi. Gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh dường như giật dây cho một bộ phận của ban lãnh đạo Việt Nam, tìm mọi cách bằng mọi thủ đoạn nhằm cản bước ông Tô Lâm trong việc thâu tóm quyền lực. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại như thế mà Trung Quốc đã nhất thể hóa tới hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nhưng lại ngăn cản lãnh đạo Việt Nam tiến hành nhất thể hóa để hợp nhất hai chức danh nói trên? Rõ ràng Bắc Kinh muốn duy trì chính sách để nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trong tình thế bất ổn. Điều đó sẽ giúp cho Trung Hải dễ dàng kiểm soát và chi phối ban lãnh đạo của Việt Nam để Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh. Việc thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường đến thăm Bắc Kinh từ ngày 9 đến 12 tháng 10 để ý kiến ông Tập Cận Bình là một hành động hết sức bất thường và đầy khuất tất. Hai ngày đầu, báo chí Việt Nam không đưa tin gì cả, cho nên không ai biết tướng Lương Cường đang thăm Trung Quốc. Mãi đến đêm 11 tháng 10, một số báo Việt Nam mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và cuộc hội đàm với ông Thái Kỳ. Chuyến thăm Trung Quốc chắc chắn có liên quan đến khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành tân chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10 tới đây, như đồn đoán khi Quốc hội khóa 15 của Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ 8. Theo một số phân tích, một khi tướng Lương Cường trở thành một trong bốn nhân vật tứ trụ thì sẽ có tác động không nhỏ với chính sách đối ngoại của Việt Nam mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang duy trì trong thời gian 2 tháng qua. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo của Bắc Kinh. Việt Nam sẽ tiếp tục lệ thuộc vào họ như thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đến thăm Việt Nam. Ông Tô Lâm và giới chức lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh Việt Nam coi việc phát triển với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Cũng có suy đoán cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm đã bắt đầu xuống thang với Trung Quốc. Dẫu rằng những hình ảnh về chuyến đi của Đại tướng Lương Cường đến Bắc Kinh cho thấy tướng Lương Cường luôn được Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc kè kè giám sát nhất cử nhất động. Nghĩa là Tô Lâm, một ông trùm mật vụ và tình báo, đã xác định Đại tướng Lương Cường là một đối thủ chính trị rất nguy hiểm. Cũng theo suy đoán trên, Lương Cường là một tướng lĩnh quân đội nhưng có thể có dã tâm bán nước Trung Quốc là một điều hết sức nghiêm trọng. Theo một số đánh giá, trong số các tướng lĩnh cấp cao quân đội thuộc dạng cứng đầu được cho là đang chống phá các nỗ lực cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là hai cái tên nổi bật nhất. Hai tướng Cường và Nghĩa đều đi lên từ lãnh đạo của Tổng cục Chính trị và là tay chân thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo đánh giá nói trên, từ bấy lâu nay họ có bất hòa với Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và ông Tô Lâm. Đây là lý do nếu Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước thì khả năng cao ông khó có thể ngồi lâu cho được.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao nếu ngồi ghế chủ tịch nước thì Lương Cường khó có thể trụ được lâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Một chuyến đi Bắc Kinh đầy khuất tất của tướng Lương Cường. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Nội dung họp lần này bao gồm việc bầu tân chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Khả năng cao, thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ đảm trách chức vụ này. Như vậy, các ghế tứ trụ quyền lực nhất sẽ do 4 cá nhân nắm giữ, thay vì 3 cá nhân như hiện nay. Quan trọng hơn, sự phân quyền này sẽ đưa thể chế chính trị Việt Nam trở lại nguyên tắc lãnh đạo tập thể, vốn được duy trì từ năm 1986 sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Đó là lý do tại sao thông tin ông Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 10 được công luận hết sức quan tâm. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thăm Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng chú ý là khác với các chuyến thăm cấp cao gần đây của lãnh đạo Việt Nam, truyền thông trong nước không đưa tin trước và trong chuyến thăm này. Phải 2 ngày sau khi Lương Cường tới Bắc Kinh là đêm ngày 11 tháng 10, báo chí trong nước mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và cuộc hội đàm của người đồng cấp với ông Thái Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chuyến đi Trung Quốc của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường lại diễn ra trong lặng lẽ, thậm chí có vẻ như khuất tất đến như vậy. Điều đó liên quan gì tới việc gần đây có nhận định cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ không hài lòng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các hoạt động đối ngoại gắn kết với Hoa Kỳ và phương Tây? Ông Lương Cường thăm Trung Quốc ngay sau sự kiện lính Trung Quốc tấn công, đánh đập dã man ngư dân Việt Nam tại Quảng Ngãi, gây thương tích khi họ đang khai thác thủy sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cùng thời điểm tướng Lương Cường sang chầu Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thì tại Viên Chăn, thủ đô Lào, hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra. Đáng chú ý, ngay sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu cam kết rằng Bắc Kinh sẽ tôn trọng và duy trì hòa bình trên Biển Đông, lập tức Tổng thống Philippines đã tát thẳng vào mặt Bắc Kinh khi gọi Trung Quốc là quốc gia không đáng tin cậy. Chuyện nói một đằng làm một nẻo là như vậy. Ông Marcos cũng kêu gọi ASEAN hãy đoàn kết chống lại sự bắt nạt đến từ bên ngoài đối với các thành viên của tổ chức. Vậy tại sao ông Lương Cường, một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, thì lại tỏ ra quá lạc lõng khi đến Bắc Kinh để mà ý kiến kẻ xâm lược? Hơn thế nữa, trong cuộc gặp với Tập Cận Bình, ông Lương Cường còn khẳng định rằng tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới có giá trị to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Những điều vừa kể trên có liên quan gì cáo buộc mới đây cho rằng phe bảo thủ trong đảng với sự dẫn dắt của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có những hành động cõng rắn cắn gà nhà hay không? Bất kể ông Tô Lâm hiện là Tổng Bí thư nắm quyền lực cao nhất trong đảng và bộ máy nhà nước của Việt Nam hiện nay. Đây cũng là thời điểm mà Quốc hội Việt Nam sắp bầu chủ tịch nước mới và khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành tân chủ tịch nước. Tại sao trong nội bộ của đảng hiện nay lại xảy ra hiện tượng bất bình thường đến như vậy? Điều đó có liên quan gì đến chủ trương của ông Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới hay không? Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ảnh hưởng đến quyền lực cũng như quyền lực lợi của một bộ phận không nhỏ trong đảng, đặc biệt là những nhân vật thuộc thành phần bảo thủ, kiên định với chủ nghĩa xã hội của Tổng Trọng, cũng như sự lãnh đạo tập thể theo cái gọi là tập trung dân chủ. Những thành phần này sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống trong quá khứ, với chủ trương dựa hẳn vào Bắc Kinh để mà hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Một chuyến đi Bắc Kinh đầy khuất tất của tướng Lương Cường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
www.vov.vn.de.